Rồi, đây là cái chai Blue de Chanel mà phiên bản 2018. Cái này thì nồng độ bạc phông ha mọi người. Và đặc biệt để mình có thể nhận diện được á, là ở trên cái chai này nè, cái chữ của nó sẽ là màu vàng đồng ha. Cái màu vàng đồng, màu vàng đồng cho tất cả các chữ luôn. Và cái logo trên đây cũng vậy. Và mọi người để ý cái seal, cái seal và cái logo như thế này. Cái seal như thế này thì mới là đúng này nha. Và cái seal của hàng chính hãng Pháp thì nó như vậy. Rồi bây giờ thì ở dưới đít cũng vậy, và Trinh đã khui ra rồi. Cái chai nước hoa này là Trinh giao cho khách ha. Bây giờ Trinh sẽ khui ra cho mọi người xem ở bên trong như thế nào sẽ rõ nét hơn, để mọi người có thể nhận biết được một chai nước hoa mà chuẩn Pháp thì nó sẽ như thế nào. Đây, cái chai nước hoa ở trong. Và cái dung tích của chai nước hoa này là 150ml ha. Dung tích của chai nước hoa này là 150ml. Đây là cái chai ở trong của nó nè. Mọi người thấy ở trong cái chữ nó cũng sẽ màu vàng đồng luôn. Đó, tất cả các chữ màu vàng đồng. Và cái logo nó cũng sẽ màu vàng đồng luôn. Và cái chữ khi mà mọi người rờ lên đó, thì nó sẽ nổi cộm rất là đều tay. Nổi cộm đều tay chứ không phải là lồi lõm nha. Không phải là chỗ nổi, chỗ không. Đó, rờ lên rất đều tay. Và cái logo thì sẽ được in khắc xuống lõm như thế này. Để khắc lõm xuống như thế này. Và cái logo rất là đẹp. Và đặc biệt là mọi người sẽ xem cái mã code ở phía sau lưng của cái chai nước hoa. Nó sẽ có cái mã code 4 số. Và cái mã code 4 số này thì nó sẽ được khắc laser lên trực tiếp lên chai nước hoa. Chứ không phải là nó nổi cộm nha. Nếu như mà ai mà bán nước hoa mà mọi người xem 4 cái mã số code này nổi cộm, thì đó là cái nước hoa mình nên coi lại, chắc chắn 100% là hàng giả ha. Đây là mã code 4 số. Và đặc biệt mọi người nhìn cái nước ở trong. Cái nước ở trong nó rất là trong suốt. Và cái chai nước hoa thì nó rất là đẹp. Mọi người thấy cái chai nước hoa này từ trước ra đằng sau nó rất là đẹp. Và cái màu rất là trong suốt. Chỉ cần cầm cái chai nước hoa lên thôi là Trinh nghĩ mọi người sẽ biết được đây là hàng chất lượng rồi. Không cần phải thử cái mùi bên trong. Chỉ cần nhìn cái chai thôi là đã biết rồi. Đó là những đặc điểm. Và cái ống xịt ở trong thì nó cũng rất là trong suốt luôn. Mọi người nhìn cái ống xịt ở trong nó cũng sẽ rất là trong suốt luôn. Đó, nó trong suốt như vậy đó. Và mã số code và cái ống và cái nước. Đó là những điểm để mình có thể nhận diện được. Đây. Rồi đặc biệt là cái đáy chai của nó ha. Mọi người sẽ xem cái đáy chai của nó là như thế này. Là Trinh đã có dán một cái tem ở bên Annie và Phum. Và cái đáy chai như thế này là cái chuẩn nhất mà để mọi người có thể có một cái tư liệu để mình có thể so sánh. So sánh được một chai hàng chuẩn như thế nào. Thì đây là cái đáy chai chuẩn nhất. Và hàng chính hãng Pháp 100%. Tiếp theo chúng ta sẽ để ý tới cái nắp chai. Đây là cái nắp chai sẽ được thiết kế bằng 500 hít, rất là nặng tay. Và khi mọi người để vô, nó sẽ hít rất là mạnh. Khi tháo ra thì phải dùng lực rất là mạnh. Đó, khi mà mới vừa để hơi hơi thôi là nó đã hít. Hít rất là mạnh và cái logo nó phải xoay về đúng chiều. Logo phải xoay về đúng chiều và nó hít rất là mạnh. Khi mở ra nó cũng sẽ nặng tay. Đó, hít rất là mạnh. Khi mở ra phải dùng lực mới mở ra được. Rất là mạnh. Đó. Đây là phiên bản 2018 và dung tích là 150ml, rất là hiếm. 150ml rất là hiếm luôn. Thì những khách yêu nào mà muốn mua để tặng quà hay mua cho ông xã dùng hay là mua dùng thì có thể tham khảo qua cái chai nước hoa Blue de Chanel phiên bản 2018, nồng độ 100, nồng độ bạc phum và dung tích 150ml và hàng xách tay chuẩn Pháp 100%. Thì có thể tham khảo qua cái chai như thế này mới là đúng chính hãng nha. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều.